Hello everybody, welcome to my channel. In this video, I'm gonna share some problem about me. Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay thì là một ngày đẹp trời. Và mình cũng muốn là chia sẻ một số điểm về bản thân mình. Mình xin tự giới thiệu. Mình là Nguyễn Mạnh Cường. Tên là Nguyễn Mạnh Cường. Sinh ra và lớn lên thì ở Đắk Lắk. Hiện tại thì bố mẹ đang ở Đắk Lắk. Nhà có trồng cà phê này, trồng tiêu này, trồng mắc ca này, rồi rất là nhiều thứ. Bố mẹ làm nông dân chính hãng luôn. Còn mình hiện tại thì đang học tập và làm việc tại thành phố Nha Trang. Sinh viên năm thứ 5 của Học viện Hải quân. Công việc thì đang là sinh viên nên là chưa làm gì cả, đang ăn bám nhà nước, làm công ăn lương đấy, kiếp làm công ăn lương đấy các bạn. Hôm nay thì sẽ nói đôi chút về bản thân. Mình là một người có sở thích đam mê, rất là đam mê về mặt học tập. Mình rất là luôn muốn học tập mỗi ngày, nhưng mà cố gắng từng ngày thôi, còn đang còn rất là yếu, chưa có cái gì gọi là đặc biệt cả. Trước đây thì mình có một đam mê rất là lớn, đó là được diễn thuyết. Thật sự luôn, được nói chuyện trước công chúng, nói chuyện trước nhiều người. Hiện tại thì mình đã làm được rồi, mình đã làm được những cái điều đó rồi. Tuy là không tốt lắm nhưng mà mình đã làm được. Mình đã vượt qua được cái nỗi sợ của bản thân và đã trở nên tự tin hơn khá là nhiều. Thì nói về cái niềm đam mê này thì trước đây thì mình cũng không nhận ra đâu. Nhưng mà có một người thầy này là cấp 3 của mình. Ông ấy là có một ngày mình đang học lớp 11 thì ông thầy ông gọi mình tới là nói là ngày 8 tháng 3 đấy, thì thầy bảo: "Ô Cường, thì anh làm cái MC chương trình này cho tôi nhá." Con mình bảo: "Ô, tại sao lại thầy giao cho mình nhiệm vụ này nhỉ?" Mình nghĩ là giao thì cũng phải làm thôi. Nhưng mà thực ra trước đó mình nghĩ rất là hướng nội, mình ít khi mà nói chuyện với, ít khi nói chuyện thuộc dạng là rất là ít. Nhưng tại sao thầy giao cho mình nhiệm vụ này? Mình cũng cố gắng hoàn thành mặc dù là chương trình nhỏ thôi. Nhưng mà chương trình nhỏ động lực lớn nha. Thì kể từ đó trở đi thì mình có một cái, mình đã dám tự tin để làm những cái điều đó. Sau này thì mình làm dần dần lên. Thì lên đại học thì mình có tham gia những cái về mặt bên đoàn đồ đấy. Bên đó thì hay có các chương trình văn nghệ, văn gần, giao lưu đồ các kiểu. Thì mình cũng có làm MC. Một lần làm đầu tiên khá là run. Bởi vì là chưa bao giờ mình làm cả, mình đứng trên sân khấu mình run cực kỳ luôn. Nói một hai lần đầu gì va vấp sai xiếc các kiểu, thực ra nói xong một cái là bắt đầu mình phải tự trách bản thân, tại sao hôm nay mình nói như thế, tại sao mình nói không hay như thế, rồi bỏ qua khoảng 15-20 phút trách móc bản thân. Rồi hôm sau là cũng thế, lần thứ hai cũng run khá là run luôn, bởi vì nhiều khi đọc quên kịch bản á. Nhưng mà một thời gian sau thì khá là tự tin, và hiện tại thì giờ đối với khả năng nói của mình thì mình cũng khá là tự tin. Không phải là tuyệt vời nhất nhưng mà mình cũng nghĩ là mình sẽ cố gắng làm được điều đó để một cách thành thạo hơn. Hàng ngày thì những cái gì mà buổi họp hay là gì đó, là có một cái gì đó, cái gì mà ấy thì học hành thì mình cũng cố gắng ý kiến, càng ngày càng trau chuốt các ngôn từ của mình hơn, làm sao cho nó ngắn gọn, xúc chiết người ta có khúc chiết người ta có thể dễ hiểu được vấn đề đó. Nếu có thể nhé, tương lai mình sẽ mong muốn mình sẽ trở thành một diễn giả chẳng hạn. Mà diễn giả thì phải thành công rồi nói người ta mới nghe đó. Tiếp theo là mình có một đam mê rất là lớn, đó là đam mê về sách vở. Thì cái sách vở này thì thực ra là mình đến với nó cũng khá là bất ngờ. Thì mình cũng muốn mở rộng cái tầm tư duy của mình. Đối với những cái trường ở cấp 3, nền giáo dục của mình chỉ dạy cho con người được cái những cái kiến thức căn bản, kiến thức của người làm công thôi. Nhưng mà mình muốn là tìm một cái kiến thức gì đó mà khác lạ một chút. Thì mình đã tìm đọc đến những cái người nổi tiếng. Như là những kiểu đầu tiên mình đọc của Napoleon Hill, một quyển không phải là Nghĩ Giàu Làm Giàu, là một quyển kia. Rồi sau này mình tìm qua các tác giả của Adam Khu. Rồi lên đại học thì mình đọc nhiều hơn.
Chưa, tuy là so với những người khác thì mình chỉ là những hạt muối bỏ biển thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng đã có cố gắng rồi, thì mình sẽ cố tiếp cố gắng. Mình đã đọc của rất là nhiều tác giả như kiểu của Adam Cole, của Anthony Robbins, của Donald Trump, rồi Bill Gates, Steven Jobs. Đó, thì mình cũng nghĩ là mình rất là ngưỡng mộ những con người này. Và cái người mình ngưỡng mộ nhất đó là Chung Yu Dung, là người sáng lập ra tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc. Một con người khá là giống mình. Ngoài ra giống một cái hoàn cảnh, mình nghĩ là mình tương đồng ông xuất thân từ nông dân. Thế nên mình nghĩ khá là giống mình. Thì mình chỉ có hai sở thích, đó là rất là ok, nhưng mà mình cũng rất là đam mê thể thao. Tuy được không có điều kiện chơi nhiều, nhưng mà sau này lên đại học thì cũng khá là có điều kiện chơi, thì mình cũng thích chơi bóng đá với lại tập gym. Mình tập gym cũng khá là lâu năm rồi. Rồi thể thao thì do là kiểu trước đây thì ở quê thì mấy cái môn này chơi cũng nhiều mà, đâu chơi đâu, bạn bè chơi chung với nhau thì hầu như là toàn chơi mấy cái môn này hết á. Rồi tiếp theo là mình muốn nói về cái quan điểm của mình về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Tuy là mình là một con người của nhà nước, nhưng mà mình nhận thức được rất là rõ cái sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này đối với cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam, tất cả mọi người. Hiện tại thì nó đang chạy rất là nhanh, ngày hôm nay mà không đổi mới thì chắc chắn sẽ bị lạc hậu so với những người khác, kể cả như mình cũng vậy. Mình cũng học hỏi mỗi ngày, mình cũng luôn luôn là cập nhật kiến thức mỗi ngày, cố gắng đấy để mà có thể theo dõi theo kịp được các bạn. Thì đối với mình thì tìm đến cái tình cờ, tìm đến cái MMO này là mình cũng tìm hiểu khá là lâu rồi. Đầu tiên thì mình cũng có tìm hiểu về dropship và affiliate, nhưng mà thực ra đối với thực như thực trạng của sinh viên Việt Nam là chỉ tìm hiểu thôi nhưng mà không có làm. Thì vừa rồi mình đã tìm hiểu vô tình là cuối tháng 12 vừa rồi, thì mình có gặp thầy Dương Trung Hiếu. Và sau thầy Dương Trung Hiếu thì mình xem khá là nhiều video của thầy. Thì thầy đã giới thiệu mình qua kênh của anh Australia Life của anh Tâm. Anh ấy cũng đã chia sẻ cho mình rất là nhiều điều, không chỉ là về kinh doanh mà là về cuộc sống. Thật sự là mình rất là biết ơn anh ấy. Từ khi mà gặp anh ấy đến giờ thì mình cũng có cái tự tin để làm những cái điều khác khác một chút. Thì mình lập ra kênh YouTube này đầu tiên là mình lập cho vui thôi, nhưng mà sau này thì anh Tâm đã truyền động lực cho mình, và mình đã cố gắng làm và đã dần dần trở nên tự tin hơn, trở nên là con người mình trở nên càng ngày nó càng có thể làm chủ được một số những cái khác. Giờ hiện tại mình cảm giác mình cũng khá là tự tin, bởi vì những cái video lần đầu tiên mình làm thì cũng không có tốt lắm. Hiện tại thì bước đến cái con đường này rồi, được gọi là được gia nhập vào đội 39 người rồi, thì mình cũng không phải là tự mãn, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để làm sao mà cùng với mọi người xây dựng được khát vọng bắt kịp của cuộc cách mạng 4.0 này, xây dựng cho mình một nền tảng tài chính tốt, nền tảng cá nhân tốt, để sau này giúp con bản thân phát triển bản thân, phát triển gia đình và phát triển xã hội. Đó. Và mình cũng có một mong muốn, đó là hy vọng các bạn không có thoải mái, không có phán xét gì cả. Nhưng đối với mình thì mình gia đình là cái quan trọng nhất. Bố mẹ mình là nông dân mà, thì mình luôn muốn làm một điều gì đó mà giúp cho họ thoát ra khỏi cuộc sống hàng ngày của họ. Rất là vất vả các bạn, làm cà phê, hồ tiêu, làm quanh năm suốt tháng. Mình biết mà, mình ở nhà mình cũng hay làm. Mình cũng muốn là sau này có thể giúp đỡ cho bố mẹ mình, có thể thảnh thơi, được nghỉ ngơi, rồi có thể đi du lịch này kia, rồi có thể là ăn món này món kia cho nó thoải mái, chứ không phải chắt bóp để lo lắng lo lót cho con cái như bây giờ nữa. Gia đình mình có 4 anh em lận, thế nên mình mong muốn là mình có thể làm chủ, có thể là sau này có thể làm ra được nhiều tiền để có thể giúp đỡ gia đình bố mẹ mình, giúp đỡ cho em út mình. Mình mong muốn là em út mình sẽ được học ở những nơi tốt nhất, được tiếp cận với những cái nền tảng tri thức tiên tiến nhất. Và mình là anh cả thì mình phải làm đi điều đó để giúp đỡ được bố mẹ và gia đình. Hy vọng là các bạn cũng vậy, khát vọng, có đam mê và luôn luôn mong muốn là được khám phá bản thân mình, giúp đỡ mọi người thoát khỏi vùng an toàn. Mình hy vọng là đây
Mình hy vọng là các bạn cũng làm được như vậy, và chúng ta sẽ cùng cố gắng ở các thành kể cả các thành viên ở trong cái nhóm 39 người này. Hy vọng là thầy sẽ hướng dẫn cho bọn em đến được cái bến bờ. Cảm ơn thầy người đưa đò. Bọn em sẽ cố gắng hết sức, làm hết mình, cam kết nói đến đâu làm đến đấy, không hai lời. Xin chào thầy và tất cả mọi người.